Thưa quý vị, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã vừa yêu cầu hoàn thiện dự thảo về phê duyệt triển khai thí điểm vùng tài khoản viễn thông thanh toán cho các hàng hóa dịch vụ có giá trị nhỏ Mobile Money trình trong tháng 7 năm 2020. Trước đó, thì Thủ tướng Chính phủ cũng đã nêu rõ định hướng hoàn thiện dự thảo quyết định về thí điểm Mobile Money, và trong đó thì xác định bản chất Mobile Money là nghiệp vụ thanh toán, viễn thông là phương tiện. Do đó, Ngân hàng Nhà nước chịu trách nhiệm chủ trì việc cấp phép sơ kết, tổng kết thí điểm. Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an chịu trách nhiệm về các nội dung thẩm định liên quan đến lĩnh vực quản lý. Dịch vụ này được định hướng để thanh toán giá trị nhỏ không quá 5 triệu đồng hoặc 10 triệu đồng mỗi tháng, tạo thuận lợi cho người dân áp dụng trên phạm vi toàn quốc, không thực hiện thanh toán chuyển khoản bằng ngoại tệ. Đề, thanh toán chuyển tiền quốc tế và thanh toán cho các dịch vụ xuyên biên giới.